Sáng 30 tháng 7, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 24 giờ qua tính từ 7 giờ ngày 29 tháng 7 đến 7 giờ ngày 30 tháng 7, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều khu vực ngập sâu trong nước. Đại diện Ủy ban dân thành phố Hạ Long xác nhận, từ chiều 29 đến sáng ngày 30 tháng 7, trên địa bàn thành phố đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở tại một số khu vực gây hư hại nhà dân, may mắn không có thiệt hại về người. Theo cơ quan khí tượng địa phương, lượng mưa đo được trên địa bàn gồm thành phố Hạ Long 87,4 mm, trạm khí tượng Bãi Cháy 218,8 mm, An Biên 88,2 mm, Hồng Hà 184,0 mm, Hoành Bồ 82,8 mm, Cẩm Phả, trạm khí tượng Cửa Ông 131,1 mm, Dương Huy 89,2 mm, thành phố Móng Cái, trạm khí tượng Móng Cái 106,3 mm. Ngay trong đêm 29 tháng 7, lãnh đạo thành phố Hạ Long và các phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp, phương án ứng phó với tình huống mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Các phường, xã đã huy động trực ban 24/24, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ xảy ra lở đất, ngập lụt. Thành phố cũng chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Đến sáng nay 30 tháng 7, mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực trên địa bàn như nhà văn hóa khu 4, phường Hà Tu, khu vực hồ điều hòa phường Yết Kiêu bị ngập cục bộ. Một số khu vực như tuyến cống từ trên đồi FLC chảy xuống tổ 5, 6, khu 3 kéo theo bùn đất tràn vào nhà dân, chảy ra đường 18A thuộc địa phận phường Hồng Hà. Khu vực mương thoát nước liên phường ở khu 3, khu 1B, ngõ 4 đường Cao Thắng bị ngập sâu khoảng 0,6 mét. Để hạn chế thiệt hại do tình trạng ngập, lụt xảy ra, cơ quan chức năng thành phố Hạ Long và người dân đã chủ động khơi thông các rãnh thoát nước, dòng chảy. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa yêu cầu các cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, tăng cường giám sát tuân thủ đối với các tổ chức cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo trong hoạt động livestream bán hàng. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm việc xuất hóa đơn điện tử, đảm bảo 100% giao dịch, bao gồm cả các giao dịch thương mại điện tử được ghi nhận và xuất đầy đủ hóa đơn điện tử. Thực hiện rà soát, đối chiếu nguồn cơ sở dữ liệu với tình hình khai thuế, nộp thuế của tổ chức cá nhân có kinh doanh thương mại điện tử để xác định các trường hợp chưa khai thuế hoặc khai thuế chưa đầy đủ để thực hiện truy thu, xử phạt. Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, cần đồng thời lập danh sách và phối hợp với các ban ngành địa phương kiểm tra tại địa bàn để xử lý, hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan công an phối hợp xử lý nếu xác định đây là hành vi trốn thuế. Trước đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử nói chung, livestream bán hàng nói riêng, nhất là các hành vi bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, trốn thuế, gian lận thuế. Giá xăng dầu trong nước, giá điện sinh hoạt tăng, mức đóng bảo hiểm y tế được điều chỉnh và nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm đã tăng giá trong tháng 7 vừa qua. Theo Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,48% so với tháng trước. Trong đó có 10 trên 11 nhóm mặt hàng tính giá tiêu dùng đều tăng giá, mức tăng trên 3 nhóm hàng hóa, bao gồm giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng và mức đóng bảo hiểm y tế được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Trong đó giá điện sinh hoạt tăng 1,39% so với tháng trước, nước sinh hoạt tăng 0,22% do nhu cầu sử dụng của người dân tăng, giá dầu hỏa tăng 4,02% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng. Bên cạnh đó, giá dầu diesel tăng 4,07%, giá xăng trong nước tăng 3,55% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng. Bên cạnh các nhóm hàng hóa tăng giá trên, cơ quan thống kê cũng chỉ ra nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng 0,26% so với tháng trước. Đây đều là các mặt hàng thiết yếu nên việc tăng giá ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12 giờ trưa ngày 29 tháng 7, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo là 702.762 thí sinh. Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay cao hơn năm ngoái. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết phần lớn thí sinh đã đăng ký xét tuyển ngay trong ngày đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo mở cổng đăng. So với tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm ngoái, con số này tăng khoảng 60.000 thí sinh. Hệ thống trong những ngày qua hoạt động ổn định. Thời điểm kết thúc đăng ký xét tuyển của thí sinh trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo là 17 giờ ngày 30 tháng 7.
Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học năm 2024 với các mốc thời gian quy định cho mỗi tỉnh, thành để đảm bảo an toàn, thuận lợi. Những năm gần đây, thay vì cho con tham gia các trại hè quân đội hay các khóa học tiếng Anh thông thường, ngày càng nhiều phụ huynh cho con tham gia trại hè tiếng Anh với kỳ vọng các con sẽ vừa được trao dồi ngoại ngữ, vừa tăng trải nghiệm và học được thêm nhiều kỹ năng mềm. Ghi nhận của phóng viên VTC. Hôm nay, Thảo Nhi đã dẫn dắt buổi lễ tổng kết tại một trại hè mà em theo học. Không chỉ nói tiếng Anh thành thạo, sự tự tin đứng trước hàng trăm khán giả chính là điều em học được qua trại hè. Không dám như thế đâu, mà con chỉ muốn đứng trên một sân khấu nhỏ, có một vài người thân thôi. Ở đây là rất nhiều người, hàng trăm người, và con có đủ tự tin để nói trước cả một hội trường đầy khán giả. Diễn ra trong vòng từ 4 đến 6 tuần tùy lứa tuổi, trại hè bán trú tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cấp 2 này được thiết kế theo hướng kết hợp tiếng Anh giáo viên nước ngoài với sự đồng hành của các bạn học sinh quốc tế, vừa học vừa chơi vừa ngoại khóa với các câu lạc bộ mỹ thuật MC rồi đi trải nghiệm thực tế. Nhiều em đã có sự trưởng thành đáng kể sau khóa học hè. Tôi cũng thấy là con thay đổi rõ rệt, đặc biệt là hai bạn rất là thích môn vẽ. Và thông qua những bức tranh mà con vẽ, tôi cũng nhìn thấy được nội tâm của con và cũng thấy được cái sự hào hứng rõ ràng của con, và đặc biệt là trước những cái buổi mà ngày hôm sau sẽ có cái bộ môn vẽ đến từ trung tâm. Thì năm nay là Atlantic có thêm nhiều câu lạc bộ hơn cho học sinh, ví dụ như là câu lạc bộ khoa học hay là câu lạc bộ MC thuyết trình. Tất cả những cái câu lạc bộ đấy thì nhằm phát huy những cái kỹ năng mềm cho các bạn học sinh, tăng sự tự tin và sử dụng tiếng Anh giao tiếp một cách tốt đẹp hơn, một cách tốt hơn. Hiện nay, nhiều phụ huynh có xu hướng cho con học tiếng Anh để thi, luyện IELTS từ khi còn đang học tiểu học. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là quan điểm chưa đúng đắn. Các em học sinh nên học tiếng Anh để giao tiếp trên thực tế, học để trải nghiệm và có thêm kiến thức trong cuộc sống. Học mà chơi, chơi mà học cũng tạo điều kiện cho các em phát triển những kỹ năng mới của chính mình. Chúng ta cùng chuyển sang phần điểm báo sáng nay với những bài viết rất đáng chú ý. Đầu tiên, bài viết có nhan đề nhiều hộ dân lo tiền sử dụng đất tăng vọt khi áp bảng giá mới được đăng trên trang VN Express. Bà Trần Thị Thu tại Hóc Môn lo lắng sẽ phải tốn hơn chục tỷ đồng để được cấp sổ công nhận đất ở cho 1,2 hectare nông nghiệp khi mà thành phố áp bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Mạnh, một nhà đầu tư đang nắm khá nhiều lô đất nông nghiệp trên khu vực quốc lộ 50, huyện Bình Chánh cũng trung tâm trạng. Những lô đất này diện tích từ 1.000 tới 2.000 m2 được ông mua trong giai đoạn 2019-20, đến nay vẫn chưa lên thổ cư. Tương tự bà Trần Thị Xuân ở Phú Trung, Tân Phú, người đang lo chạy ra sổ cho lô đất vừa mua giá chục tỷ đồng trên khu vực ngã tư ga quận 12, đứng ngồi không yên. Trước đây thì bà Xuân mua đất chưa có sổ nên giá hời hơn thị trường được mấy trăm triệu, nhưng giờ nếu tính theo bảng giá mới, dự kiến từ 5 triệu đồng 1 m2 lên 71 triệu đồng. Số tiền bà phải đóng để ra sổ sẽ vượt số tiền hời rất nhiều, chưa tính các chi phí tốn kém khác. Và liên quan đến câu chuyện này thì trong bài viết này có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, mời quý vị cùng đón đọc.